Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn tìm hiểu về các thành phần trên main laptop. Ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn về chiếc main Acer E732. Đây là hình ảnh đây là hình ảnh phía trên, mặt trên con main, và đây là hình ảnh mặt dưới. Đấy, mặt dưới. Đấy, chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng thành phần một nhé. Thì nhìn trên hình ảnh chúng ta đây là chính là những thành phần to nhất. Đây, mình sẽ chỉ những thành phần to nhất trước. Đây là cái socket để đặt CPU lên. CPU lên. Cái socket này thì nó có cái khóa này. Khi chúng ta đặt CPU ở đây nó sẽ vặn khóa, nó sẽ khóa cố định con CPU lại. Ba cái đế ốc này chính là để dự khi mà chúng ta đặt CPU, rồi chúng ta đặt cái phe tản nhiệt lên, thì cái ốc này chính là để nhiệm vụ là cố định giữ cái phe tản nhiệt. Đấy, thành phần thứ hai là phần chip nam. Chip nam trên lưng nó, chúng ta để nếu mà ai mà đã tìm hiểu về main Core i thế 1 2 3 chúng ta nhận ra được luôn. Còn với những bạn nào mà chưa phân biệt được main Core i thế 1 2 3 thì mình hướng dẫn các bạn phân biệt luôn. Với những con chip nam mà trên lưng có một dấu cộng, hai dấu tụ này, hai con tụ nhí này, thì nó là main Core i thế hệ 1. Mình này hơi ốm một chút, các bạn thông cảm. Thì chip nam thì nó sẽ quản lý các thành phần, ví dụ như là sao, LAN, ổ cứng, ổ đĩa, vân vân. Ở đây mình giới thiệu các thành phần thôi. Thành phần thứ ba ở đây các bạn thấy là có cái vùng này. Theo thiết kế thì người ta đã thiết kế là có các chip cực rời, nhưng ở đây thì người ta lúc làm thì người ta lại không thích, người ta không đặt con chip cực rời vào đây nữa. Đây là cái ô đặt chip. Đấy, đặt con chip vào xung quanh chúng ta có những con thanh RAM. RAM đây là RAM on để hỗ trợ con chip cực rời. Đây là RAM 3, ở đây là khe, xin lỗi các bạn, đây là cái hai cái khe RAM dual channel DDR3. RAM 3 thì nó sử dụng điện áp 1.5V. Nếu ai mà tinh mắt thì chúng ta để ý chỗ này, 1.5V. Khe RAM 3 vi so với khe RAM 2 thì nó sẽ phân biệt về điện áp, thì RAM 2 nó sử dụng điện áp 1.8, RAM 3 sử dụng 1.5. Và để ý cái khe khoảng cách từ đây ra đây, nó của RAM 3 thì nó sẽ rộng hơn RAM 2. Mình nhớ không nhầm là RAM 3 nó là 204 chân, còn RAM 1, RAM 2 nó chỉ có 200 chân này thôi. Đây 204 này, đây 204 này. Đấy. Một bên này là bên chẵn, bên này là bên lẻ. Đấy, một bên chẵn và bên lẻ. Đây là 203 này, 204 này. Đấy, một chẵn bên lẻ. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thế đêm. Tiếp theo chúng ta có thành phần nữa. Ví dụ đây, đây là cái khe cắm wifi. Khe cắm wifi. Đây là cái ốc để cố định cái wifi. Ở bên này chúng ta có hai cái khe màu đen, nhựa màu đen. Cái này là hai cổng để kết nối. Đây là ổ đĩa, đây là ổ cứng này. Đấy, ổ cứng, ổ đĩa. Ở phía trên này thì chúng ta thấy là đây là cái chỗ cắm pin. Khi mà chúng ta không dùng sạc thì chúng ta gắn quả pin vào đây, thì quả pin chúng ta sẽ kết nối với lại main và nó sẽ cấp điện cho main, nó sẽ chạy, máy chúng ta sẽ chạy. Thì khi mà cắm cả sạc cả pin thì đây là cái chỗ sạc,
cấp điện áp từ sạc vào. Đây là cái khe cắm màn hình, cái chấu cắm màn hình. Cái nó sẽ người ta sẽ cắm cái cáp này, thiết kế một cáp để đưa lên màn hình. Thì đây là cái dấu cắm cáp màn hình. Rồi bây giờ chúng ta xem nào. Ở dưới này thì đây là hai cái cổng về âm thanh, một là cổng về mic, hai là cổng về tai nghe ra loa. Đây là cái cổng USB, cổng USB. Đây là cổng tín hiệu về màn hình, đây là cổng HDMI, đây là cổng LAN và đây là cổng VGA đưa tín hiệu ra cổng VGA. Các bạn phân biệt VGA với lại HDMI, cổng VGA thì nó chỉ đưa ra tín hiệu về hình ảnh. Còn cổng HDMI thì nó đưa ra cả tín hiệu về hình ảnh và âm thanh. Đây là hai cái sự khác biệt giữa cổng VGA và cổng HDMI. Đây cổng LAN RJ45 mình nói rồi. Đấy. À đây là con IO. Đây là hình ảnh con IO của chúng ta. Đấy, về cơ bản những thành phần to và nhìn thấy ở trên trên main cũng đã thầy mình đã giới thiệu với các bạn. Thế là chúng ta sẽ đi tìm hiểu những thành phần nhỏ. Ví dụ như những con MOSFET, những con tụ, con trở, cách đọc chỉ số như nào. Đấy, con diode vân vân. Và mình đã chuẩn bị những cái hình ảnh mình sẽ phân tích cho các bạn. Trên hình ảnh chúng ta đây là những con đã. Hình ảnh đây chúng ta con trở, con trở nó bé như này. Đây là hình ảnh phòng to các bạn chú ý nhé. Em chúng ta nhìn vào main, chúng ta nhìn sát thì nó như này, còn nhìn xa thì nhìn nó nhỏ. Trở thì nó có ký hiệu là PR, PR hoặc R. Đấy. Trở, trở nó có tác dụng là cản trở dòng điện. Đấy. Ở đây mình tìm cho các bạn những con trở ghi chỉ số. Đây, ví dụ trở ghi chỉ số đây. 2R2 tức là 2,2 ohm. 2,2 ohm. Ở đây là 100. 100 100 thì chính bằng 10 nhân lại 10 mũ 0. 10 mũ 0 là 10 mũ 0 là 1. Đây là con trở 10 ohm, đây là cách đọc các bạn chú ý nhé, chứ không phải là con trở này là trở 100 ohm như các bạn nghĩ đâu. Đây là trở 10 ohm. À, đây là cách đọc này, 10 này, nhân với lại đây là hàng chục và hàng đơn vị nhân với lại cơ cơ số 10 nhân với lại mũ cơ số 10. Đây là 0 thì 10 cơ số 10, 10 mũ 0 là 1. Chúng ta thấy là 10 nhân với 1 bằng 10. Thế là con trở 10 ohm. Một số con trở mà không ghi chỉ số thì chúng ta phải dùng đồng hồ đo. Chúng ta mới đo được cái chỉ số của trở. Tiếp theo linh kiện thứ hai là con tụ. Đấy, con tụ. Tụ trên main laptop thì chúng ta có hai loại tụ. Tụ không phân cực và tụ phân cực. Thì đây là con tụ không phân cực. Tụ không phân cực thì chúng ta có tụ gốm, tụ mica. Nhưng phổ thông thì chúng ta sẽ gặp là tụ tụ gốm. Tụ không phân cực thì khi mà chúng ta nhấc ra lắp vào thì chúng ta đảo chiều thoải mái mà không quan tâm đến cực âm cực dương. Tụ thì nó ký hiệu là C hoặc là PC. Đấy, chữ C là tụ. À. Tiếp theo là hình ảnh của con diode. 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 Diode thì chúng ta có hai chiều anode và cathode. Diode thì ký hiệu là chữ D và cái vạch trắng này ký hiệu là anode và vạch còn lại là cathode. Nguyên lý hoạt động của diode nó sẽ dẫn từ anode sang cathode mà không dẫn theo chiều ngược lại. Đây hình ảnh là con MOSFET.
MOSFET. MOSFET thì thường thường nó ký hiệu là Q hoặc PQ. PQ. Đây là MOSFET 8 chân. Cái chấm tròn này thì đây là một này. Đây là người ta ký hiệu trên main. Đây là một. Một này. 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta theo đếm theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nhé, các bạn chú ý nhé. 1 2 3 S. Đây là chân S. Nếu bạn nào đã tìm hiểu về MOSFET thì chân 1 2 3 chính là S. Chân 4 là G và chân 5 6 7 8 là D. Rồi chúng ta xem còn thành phần nào. Đây là tụ tụ gì ạ? Là tụ phân cực, là ký hiệu âm dương này. Và đây là tụ hình trụ, là tụ hóa hình trụ, C này. C. Đây là cuộn dây thì nó ký hiệu là PL hoặc L hoặc PL, đây là PL13. Cuộn dây chúng ta có trở kháng, có trở kháng. Trên lưng nó ghi ký hiệu là 2R2. Theo quy chuẩn cách đọc chính là 2,2 ohm. 2 ohm. Đây là con tụ hóa này, tụ hóa hình chữ nhật. Nó có phân cực âm dương. Rồi, về cơ bản thì là đây là các thành phần ở trên main laptop. Các thành phần trên main laptop từ những cái thiết bị to nhất đến những cái linh kiện nhỏ nhất trên main. Đây là thạch anh. Thạch anh thì thường thường có chữ ký hiệu là I, XYZ. Thạch anh. Đây là những con IC chân gầm. Đây là MOSFET này. MOSFET. Cuộn dây. Đây là những cái MOSFET. Rồi để tìm hiểu cái những cái thành phần này nó giao tiếp như thế nào thì các bạn có thể sử dụng sơ đồ khối của nó. Đây là cái sơ đồ khối giao tiếp các thành phần với nhau. Để học tìm hiểu sâu hơn về cái trình giao tiếp giữa các thành phần với nhau thì các bạn có thể qua lên website theo địa chỉ hocviệnit.vn hoặc qua địa chỉ số 8117 Thái Hà để các bạn học sâu hơn về những cái kiến thức giao tiếp giữa các thành phần trên main laptop. Video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.